Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại thì em Tuyên đang có mặt ở trong bản Đề Chia. Và ngày hôm nay thì em Tuyên vào cũng thông báo những tin vui cho gia đình A Phú. Và vì hôm vừa rồi thì em Tuyên cũng có vào, nhưng mà hôm nay gia đình A Phú thì cũng là tranh thủ cái đợt mưa nên đi làm lại nương ngô bú công cho gia đình bố mẹ vợ của mình ở bên dưới gọi là Nho Quế 2 này. Thì hôm vừa rồi thì nhà anh Sì cũng đã nhận được những tin vui. Và nhà A Phú thì mọi người biết là các cô chú gia đình cô chú Phương ở bên Canada và các anh em bạn bè có gửi về để thông báo cho những món quà. Thì như mọi người biết là mấy hôm thời gian vừa qua thì hiện tại ở trên vùng cao Tuyên có mưa. Và hiện tại thì như mọi người thấy này, đất nó đang rất là ẩm, rất là ướt như này thì bà con đi trồng ngô rồi. Và em Tuyên xin thông báo qua một chút xíu ở trên vùng cao nguyên đá vừa rồi. Thì hiện tại năm nay cái thời tiết nó khá là khắc nghiệt. Đêm hôm trước chúng ta biết là điểm trường chúng ta bị ảnh hưởng, bay cả cái mái đi luôn. Đó, thì nó ở ngoài một cái chỗ trống vắng mà nó bay đi luôn. Mọi người biết là cơn gió nó to như nào. Mà không chỉ ở trong Đề Chia nha mọi người nhá, mà tất cả các xã thôn ở trên này hiện tại bị nặng nhất là xã Khâu Vai. Chúng ta là trước có nhớ hôm em Tuyên với em Thề có chia sẻ một chút hình ảnh về chợ tình Khâu Vai, gọi là chợ ngoại tình đó. Em Tuyên hay gọi trêu là vậy. Thì xã Khâu Vai, thề có biết xã Phiêng Bung không? Phiêng Bung. Đúng rồi, biết mà. Các cô chú nếu mà nghe từ xã Phiêng Bung thì mọi người có xem kênh YouTube, rất nhiều các kênh YouTube người ta có chia sẻ. Thì ngay ngày hôm qua thì em Tuyên cũng có một cái cuộc nói chuyện trao đổi nhẹ nhàng với chủ tịch xã ở bên Khâu Vai. Thì năm nay bên Khâu Vai bị ảnh hưởng rất là nhiều. Hôm bão đầu tiên là bị lật cùng cái thôn điểm trường này là 130 hộ toàn thể xã. Và chưa kể là trạm y tế và điểm trường cấp 2 bị lật mái nhá. Hôm đấy anh cho em thề xem không? Xem. Đấy. Và đêm ngày hôm kia. Đúng rồi. Đúng không? Đêm ngày hôm kia mưa gió rất là to. Đúng rồi. Thế nhá. Đêm hôm kia là người ta bảo là mưa đá đấy. Đúng chứ rồi. Không hôm phải kia là ở đây có mưa đá mà. Mưa đá à? Có một tí mưa đá đấy. Đấy, ở đây là có mưa đá cô chú nhá. Em Tuyên ở ngoài nhà ngủ thấy mưa rất to, ra thì thấy là có mưa đá. Đêm hôm đấy thì mưa đá và kèm thêm gió lốc xoáy. Thì ở bên ngoài xã và các cây cối thì nói chung là tan tác luôn mọi người ạ. Năm nay thời tiết khá là khắc nghiệt và bên xã Khâu Vai lại thêm, nhất là ở thôn Phiêng Bung là thêm 63 hộ nữa. Có những ngôi nhà như này, có những ngôi nhà cái mái bờ lô như kiểu nhà anh Chính này thề nhá. Có nghĩa bên chủ tịch xã bảo là nhà người ta đã không có rồi. Đúng rồi. Nhưng mà xong chân mưa đấy là tốc hết luôn, không còn một cái gì nữa. Nên là bên chủ tịch xã cũng rất là muốn, là hy vọng là chúng ta vào chia sẻ để có thể kêu gọi đỡ phần nào cho các hộ gia đình. Vì chủ tịch xã nhìn bảo ôi ngôi nhà nhìn đã thương như thế rồi mà sau một đêm nó chả còn một cái gì. Mà ở trên từ chỗ đoạn Nho Quế, từ Khâu Vai xuống Nho Quế mấy cái nhà mà ở mạn mà thề mà biết là nó họ đang xây một hồ treo ấy mà bay hết mái luôn cô chú ạ. Thế à? Đấy, nên là em Tuyên không ngờ là năm nay cái thời tiết nó là khá là khắc nghiệt. Bà con rất là mong mưa nhưng mà không ngờ nó mưa nó kèm theo gió lốc xoáy quá. Hiện tại có những cái hình ảnh là bay lợp bay hết đi, thực sự là thương bà con ở trên vùng cao nguyên đá này. Chúng ta đã là nghèo khó rồi mà lại gặp những cái thiên tai về mưa bão như này, thực sự là nó rất là ảnh hưởng rất nhiều đấy. Vì cái thiên tai thì chả ai mong muốn cả, nhưng mà không ngờ năm nay là có nhiều cái cơn gió lốc xoáy to như vậy nên là bà con trên này toàn là bị là tốc mái. Ở dưới xuôi chúng ta mưa nhiều thì chúng ta bị lũ lụt, hoặc ở có nhiều nơi thì mưa to người ta bị lũ quét. Nhưng mà cái thời gian vừa qua ở trên vùng cao nguyên đá này thì nó lại bị gọi là mưa kèm với lốc xoáy nên là lật hết mái nhà đi, thương tâm quá không chú ạ. Thì đấy là em Tuyên cũng chia sẻ một chút xíu. Thì vào đây thì em Tuyên cũng xin thông báo những cái món quà cho nhà em Phú Kía. Thì nhà Phú Kía thì wow, nước nhiều đấy. Phú Kía thì các cô chú bảo là trong thời gian vừa qua nhà Phú Kía xây rất là nhanh. Mà hôm qua hôm kia thì em Tuyên có hai ngày, một ngày là chủ nhật này và một ngày thứ bảy, là em Tuyên cũng xin phép cô chú là nhà em Tuyên có việc nên em Tuyên không vào chia sẻ được cũng nhà anh Sì hoặc nhà em Phú Kía. Nhưng mà ngày hôm nay vào để chia sẻ và thông báo cái tình hình và gọi là những thông báo những món quà cho gia đình nữa mọi người ạ. Cái này hỏng rồi à? Đóng cửa rồi. Anh đang nghe thấy tiếng cọp lọp ở trong này này. Đi vào đây đi. Đấy, hành lang chỗ này hơi bé nhỉ.
Đúng rồi, hành lang này bết. Ôi, mưa. Đang dỡ cốt phà. Ây da, đúng rồi. Hôm qua to. Mưa hôm qua to. Wow. Alo, alo. Chỗ có cửa không? Có. Ây da. Uầy, các cô chú ơi này. Có là được cái cầu thang. Ô, nhưng mà nhà Phú làm cầu thang này ấy quá. Bà. Bé quá. Cái bậc bé quá thể hiểu không? Đúng rồi. Cái bậc hơi bé này này. Bậc nó phải to to thế chứ. Ủa, như này ngã đấy. Ủa, trơn quá. Bà. Làm nó phải rộng ra ít nhất phải 20 phân. Đúng đây rồi. Này. Nó mới vừa được bàn chân lên nhà anh lúa ấy. À, làm cầu thang lên. Có cửa to nhạt sáng. Đấy. Cái này bé quá, trời ơi. Đây này, nó phải như cái bậc ở dưới kìa. Đúng rồi. Thấy không? Đúng rồi. Nhà Phú này làm bé quá. Chỗ này có cây trống không? À, dưới này có một cái cột. Có một cái cột trống. Có một cái cột trống ở dưới. Wow. Ok. Thế thì có thể quay cho các chú xem. Cái bậc thang này hơi me me. Bước này hơi bé, hơi khó. Còn đúng cái trống ở trên này. Ừ. Đâu thì chúng ta ra bên này xem nào. À, đây, cô chú ạ. Bên nhà Phú có thể đi sang bên này được này. Bên này là chỗ chuồng đây. Bể phốt. Ấy ô. Bể phốt xây rồi này thế. Bên này xây nhanh nhỉ? Có. Nhà Phú xây nhanh đấy này. Ôi già. Cái bể nó mưa này. Ôi gì. Chỗ này không để lỗ ở giữa. Để lỗ ở bên trên này. Để nó ở chế. À. Không đúng là nó để ở giữa kia. Thế không sao mà. Sao để một cái lỗ nước thải ra ngoài nữa cơ, phải không? Đúng rồi. Nếu em biết, nếu không sau này nó đầy thì mình không có để lỗ thải nước ngoài nên nó nổ. Đúng rồi. Đấy, nên là bọn anh nói cho em là như vậy nhá. Vâng. Đó. Nhà Phú bên này thợ xây nhanh lắm. Nhiều mà, 6 người biết xây hết. Thế xây nhưng mỗi người xây một chỗ ấy. Đúng rồi. Đây cô chú này. Ôi giời. Xong bếp rồi á? Bên này xong hết rồi. Từ ôi cha cha. Nhà ông Phú được xây nhanh chật. Vâng. Các cô chú ạ. Ây da. À, xin chào. Say nhờ. Nhà ông này xây nhanh đấy. Hôm nay bác thợ nghỉ à? Chắc là bác thợ nghỉ thì bà... Trung ngô à? Trong nhà thì mình tự la. Ờ. Tháo. Có pha. Có pha này thì mấy nữa cho bác thợ tháo được. Bỏ mình ở nhà mình tự tháo. Không bao ra vào đấy. Sợ mua. Xây đấy xinh ạ. À, Phú ạ. Được đấy. Nhà Phú đây thì mọi người xem, nói chung là các cô chú nhìn thấy rất là hay. À chị. Bảo hôm nay không được làm một ngày không báo thật không ra. Ừ. Thì trời mưa này người ta cũng không làm được. Say đấy nhỉ. Đây các chú này bếp này. Bếp nhà Phú thì tận dụng lại cái dùng loan đấy. À, cái máy. Máy cũ. Máy cũ đấy. Thì bây giờ mọi người xem tận dụng cái máy cũ này cũng không thể dùng được nhiều. Đâu lỗ nhiều á. Lỗ lỗ này thì phải biết bịt chưa? Chưa. Chưa biết bịt à? À. Không biết lấy cái gì bịt à? Không biết. Mai nhưng Phú nhá. Bánh bìa thì phải cho xi măng. Không, không cần xi măng. À. Mà bọn em lấy cái thùng xốp ấy, biết không? Thùng xốp biết mà. Thùng xốp nhá, xong rồi em bóp ra em đổ xăng vào. Nó quyện, nó dẻo. À, biết hết là như thế này. Mới giờ lẽ giờ mới cho trái chị. Thấy không? Thì bọn em không phải mua cái silicone kia bọn ạ. Silicone kia cũng được. Bọn em làm bằng cái đấy thì nó dẻo lắm, nó kín luôn. Ừ. Nhưng cái lỗ này bọn em trèo lên cẩn thận đấy. Cái này nhà Phú làm dài mà không có trống này. Vậy nữa gió tốc đi nha. Đúng rồi. Đợt vừa rồi thấy biết là mưa to như thế. Sẽ bay đấy. Bay đấy nha. Ít nhất chỗ này phải đóng một cột để dính lại này nữa. Đợt như mấy ca. Sau nó dài như này mới nữa là chỗ này thì sáng sạch sẽ nhưng mà sau này đấy. Đây của chú ơi. Để lỗ như này à? Me me này rồi. Để như này. Lỗ này hơi bé. Bếp định mấy nữa xây ở đâu? Bếp thật khó tổ. Ui. Mấy nữa xây bể thì xây bế xây bên này. Để hai cái lỗ rồi. À, các cô chú này. Xây bếp ở đây. Xây bếp. Xây bếp ở đây có một ít khói rồi kia. Xây tà ở đây đúng không? Ừ. Khói ra ngoài. Nhưng mà xây này hơi thấp. Thôi hết gạch rồi đúng không? Đúng rồi. Tà nữa.
Ta gạch chưa? Ta thấy chị đâu? Thấy chị chào là thấy xóa chua tàu chị chẳng riêng cái là người chuẩn đủ ấy. Ờ, còn đang thiếu chỗ nào vệ sinh. Chỗ này thực ra chỗ này à, nhà Phú là chỗ này sợ để đồ để lỗ to quá sợ mất trộm. Và hiểu không? Để như thế thì mà sợ cho nó sát đi thôi. Chỗ này nó sáng sáng. Chỗ này hơi tối. Đáng lẽ chỗ này thì nhà Phú làm một cái tấm nhựa thì không làm. Đúng rồi, kêu rồi. Không mấy nữa chỗ này thay được mà. À đâu, cái này để vẫn được. Được mà. Đóng đinh chưa? Đúng rồi. Trên này này, trên này có mấy cái tấm cũ này thay được. Tấm nào chưa? À, đóng hết đinh được. Đúng hết được. Vẫn thay được. Nếu mà cố thay thì thay được. Ít nhất nó phải có một cái lỗ sáng. Tấm tấm sáng. À, đây các chú này. À, vẫn xây giống như hôm trước à? Đúng rồi. Đây các chú ơi này. Nhà vệ sinh ở bên này. Tà gạch rồi, đang chưa có gạch để xây đây. À, nhà vệ sinh ở bên đây thầy đưa cho anh mượn anh rồi cho. Đấy chỗ này thì phòng tắm đây, đem tuyên phòng tắm sẽ như này. Đây, cửa kính đây. Cái và cửa ngăn một cái này. Của phòng vệ sinh của anh kia làm ấy. Đó, anh Tiệp đấy gì? Anh Tiệp. Thế hôm nay chở bằng xe máy gì? Từ lúc hôm qua chở. Hôm qua chở chở bằng xe máy hay là ô tô? Chở xe máy thôi. Cái này chỉ có xe máy thôi, đừng ô tô. Ô tô chở sợ gái ấy. Đấy, ô tô đi, ô tô này cũng phải như kiểu cái chuyến của em phải đi một mình một xe xong em thuê ấy. Đúng rồi. Chứ bây giờ để linh tinh để gộp cái đồ linh tinh ra vỡ ngay. Đúng rồi. Là anh cứ là cái này đúng không? Thế giá chua. Chỗ đấy thì họ chắc họ dán keo à? Chứ chắc không. Cái này hỏng này. Trừ một trăm à? Đỡ được càng tốt. Chỗ này thì thực ra chỗ đấy không sao cả. Thế ạ, chỗ đấy mình bọn anh hiểu hay lấy cái đợt trước người ta đi làm là người ta hay lấy cái đề can. Vâng. Đề can dán lên để cho nó không nhìn thấy ở bên bên trong ấy. Cái này thoải mái rồi. Chưa kho. Sao? Cái bò cái em là bể. Cấn là 7 phút. 7 phút thì mà xay xong. Ừ. Nhớ nhớ để đường ống mà thải ra bác thợ bên này họ biết làm rồi. Nhớ là Phú này, cái phòng vệ sinh này nhớ để lỗ thoáng nha, như kiểu nhà xá kìa. Ơi ơi trẻ, ơi trẻ, ơi trẻ khó. Trẻ khó một hào mà. Hay là lúc nãy trẻ khó, sao nên trẻ. Sao nên? Trẻ chứ. Sao nên trẻ mà có nông thế này cho tao cho. À, để lỗ lo lo một tí. Lồm. Chỗ này em phải để 4 lỗ vào vì cái này cho nó sáng. Ơi trẻ, ơi trẻ, bao luôn, tổ luôn, sao nhẹo luôn. Đúng rồi. Bà con phải hiểu là như cái nhà của em đã không để thiết kế cái lỗ rồi, nó tối lắm. Đúng rồi. Đấy, sau này thì nhà Phú là phải làm bốn tấm nhựa đúng không? Mà. Phú đang đặt là 4 tấm đấy cô chú nhá. Hiện tại thì nhà Phú thì cũng không còn đủ lực, đủ điều kiện kinh tế để lợp mái tôn nhá cô chú nhá. Nếu mà qua những thước phim này nếu mà các cô chú nào mà có thể có nhân duyên ủng hộ thêm là Phú thì may ra có thể lập được tấm tôn chứ còn không đủ điều kiện này. Sao? Các bảo cái mông này thì phải dài quá. Thì mà âm xin bao nhiêu á? Na bao thì. Na bao gì à? Rồi. Đấy. Dày chắc chắn. Thôi cố gắng thôi biết làm sao giờ. Nhà này nhà tắm lại không cần phải chát đâu. Không phải chát. Như nhà Phú à như nhà thế thôi. Ừ, sai như thế đường. Thế thôi. Thế thôi. Chất thì phải mất tiền mất xi. Mất tiền mất xi nhiều. Thế cho em đọc thích chi đi, cho số thì đọc không số này sẽ đọc lại mình không số này đọc thích chi đi cho cái ăn đọc ban đọc vô tung trá mà. Sao? Đọc cái hay sẽ đọc sao đi hồ. Chỗ này vẫn đủ đây, đợt trước bảo là không đủ. Đúng không? Vẫn có đủ của đá đấy đúng không thầy? Thế là đủ luôn đấy. Thoải mái. Còn cái bể phốt nữa thôi. Có bể phốt không? Có lời sau này chắc à? Cái nhà bể phốt. Sau này chắc thì xong hết chỗ này thì bắt đầu mới xếp đá đúng không? Có chứ. Xếp tường đá vào chứ đúng không? Có chứ. Mà, xếp vào quê nữa. Chị ấy à? Hay để không? Mà hay ạ. Mà chị chị ấy rồi. Cho là mấy đứa cho cái tên đó là dự định vào cái nhà bên này cái nhà là cái nhà bên này thì mà mấy đứa làm một cái là cửa vào đây ta làm cửa đây nữa
mấy đứa làm một cái quyển quyển gỗ vào đây thì mà có khi nào đi đi là có tìm mua một con lợn rồi một con bò mà cho nó đi đường bên này kê được cái này có giờ dê giết đi chăn dê đi bên này xuống đi qua nhà đúng không? Ok, có hiểu rồi, hiểu rồi. Chăn dê chăn giếc bò biết là đi đường này đi đúng ra cổng như này đúng rồi. Bên dưới này thì mà không có đủ dê đi nhưng mà Phú để sao làm cái bậc me me cua thế? Đéo ở đan tay về con này. Cái bậc nó phải như này chứ, 20 phân như này chứ. Ta hiểu là đái. Chỉ là dễ nè, dễ là lâu sao đang. À. Ừ. Chắc là bác thầy bảo, chắc làm giáo quá, không là đường là... Không là đường là... Rộng một tí. Ừ, cái bậc nhà Phú, anh say rượu, anh không dám đi đâu. Đúng rồi, chắc là bỏ. Nó me me cua thế đi, nó ngã đấy. À, bác thở cá thi thi đi to mà giáo quán mà không không lạt đường 20 phân. Để tiếp tiếp mà thế hồ có tiếp tiếp mua có đâu đan đan này gõ phách mà thế hồ rẻ như là đâu tàu tan là ở đâu đa can thì cho cái xe thôi rẻ nó kêu cái xe thôi. Thế thế hôm nay vợ vợ đâu rồi? Ông vô niệm mới chứ. Trồng đi trồng ngô đi bổ công cho chúng gáo chúng. Đấy, nói chung nhà sắp xong rồi. Chỗ này xong này là đi làm ăn kinh tế mà phát triển lại thôi đúng không? Đúng rồi. Nói chung là đây cô chú ạ. Đấy, còn để em Tuyên nói xin nói lại Lê Phú thì cũng đang đợi. Trời mưa là sẽ vận chuyển tấm bờ lô vào. Như hôm trước thì Phú cũng đã nói rồi. Phú là lợp bằng tấm bờ lô và cũng lợp bằng gỗ đúng không? Ừ, đúng rồi. Chứ nhà Phú thì bây giờ hiện tại thì cũng không còn đủ điều kiện và cũng không còn đủ lực đúng rồi. Kinh tế để mua máy tôn. Mà. Đấy, mua máy tôn thì cô chú ạ thì ví dụ như Phú hôm trước bảo là đặt anh bao nhiêu tiền, bao nhiêu tấm nhỉ? Do phải thế như trở để vúa. 140 à? 140. Đây. Cộng lót này. Thế là 4 mẹ 4 tấn. Đây nha, ví dụ nha, 140. Cái đấy bây giờ bao nhiêu tiền một tấm như thế nhỉ? 75 à? 75. Cái tấm xanh xanh ấy gì đúng không? Ừ, 75. 75. Xa trò nhỉ? 10 triệu rưỡi rồi này. Xa trò nhỉ? Xa trò hay xa trò chi nhỉ? Xa trò nhỉ? Xa trò nhỉ? Xa trò à? Đây nha, thử nhỉ? Nông tình nông bệ, bộ bệ là lúc là cú bệ tông xa trò mà nó... 7 men. 70 thì nó là 9 triệu 800 rồi. Vâng. 9 triệu 800 thì... Xà gồ nhà Phú mua hết bao nhiêu tiền? Bao nhiêu trở trang? Đồng á. Đồng bởi Phú có trang thì mình sẽ mua ổ phát ở trang lại. Sẽ mua đồng tay thì ổ dương sẽ dương tầng nàng gạo trang. 20 cây. 20 cây. 20 cây nhân với... Lọc đá lô thì ạ. 20 cây. Mà ai cho bùa cho bùa chí là tàng hả? Cho bùa chí tàng. 150 cây à? 20 cây lại... Xà chí thế đúng không? 6 mét thôi, không có 7 mét. Có mà. Chỉ mua nè. Mua nó không có phải mua mới giờ. Hắn đâu một cây? Bao nhiêu một cây? 20 cây. 20 cây, bao tiền một cây? Cây 150. 150, đây em Tuyên nhân lên cho chú để xem. 3 triệu tiền cây. Vâng. Đấy, 10 triệu tiền bờ lô rồi. Đúng rồi. 3 triệu tiền cây. Đinh nữa thì nó rơi vào tầm mái nhà Phú hết và rơi vào tầm 14 triệu. Đúng rồi. Khoảng 14 triệu. Đấy. 14 triệu cái chỗ mái nhà Phú nha, các cô chú nha. Còn như chỗ này thì nhà Phú chiều rộng từ bên này sang bên này bao nhiêu nhỉ? 12 mét đúng không nhỉ? 13. 13 mét. Nếu mà lợp mái tôn thì nhiều tiền đấy. Khoan đọc chí. Đã xa. Đã Phú đi cái chí mà. 11 mét. Cái chí thiệt à? Cái chí. 11 mét. 11 mét này, 11 mét xong rồi chiều rộng bên này là 6 nhỉ? Thế nhỉ? 6 mét mà. 6 mét đấy, thế thì nói chung là nhà Phú này mà lộp mái tôn thì khá tiền. Mấy tông thì 24 triệu tính chưa? Tính thành mấy? 24 đủ luôn đấy. Đấy. Ai giờ nhận vô à? Mái tôn đó. Hơn đấy, nhà Phú hơn đấy, cả cây tôn cơ mà. Làm gì? Được chưa, em bảo tính chưa? Ai tính cho? Chưa tính mà em cũng khách tính thì thử mấy? Không được, nhà Phú phải hơn 24 triệu. Đợt trước nhà chú gấu à nhà chú Sử kia đã khoảng đấy rồi. Nhà chú Sử bé hơn nhà này một tí. Như nhau mà. À như nhau. Vâng. Chú Sử đấy là 4 ở đâu nhà chú Sử đấy là cả cửa hay cái gì nữa?
đợt đấy nhân đợt đấy không không nhớ nữa. Chú sử cấp cấp cả cây này quay cả... của hơn 40 mấy triệu đấy thế mà mua mua à thừa chú sử đon bắt thở y đon thừa đấy thừa 4 tấn bốn cây xá mà thế thì thừa chỗ đấy cũng nhiều thừa 4 tấm kia thừa nhiều tiền đấy đúng rồi. Thế nhận không nhà phú này thì nó rơi vào tầm phải tầm hơn trên 30 triệu. Vâng. 30 triệu tầm mái tôn. Đấy. Chỗ này thì đấy nha cô chú nhá. Thì em Tuyên cũng xin nói lại một chút xíu là nhà phú thì cũng không còn đủ điều kiện để lợp mái tôn rồi. Ai cũng muốn là lợp mái tôn để cho nó chắc chắn, sạch sẽ, dùng nước. Nhưng mà với cái số tiền nhà phú mọi người biết đấy. Nhà phú bây giờ thì có tiền không à phú? Phần này là đi vay bung bét hết rồi đúng không? Đúng rồi. À, đấy nói chung là bây giờ mọi người bảo là a Phú lại cố gắng thêm một tí nhưng mà bây giờ Phú đi vay anh em họ hàng cũng vay nhiều rồi. Cũng vay mỗi người một tí bây giờ người ta không cho vay nữa thì biết làm sao giờ. Đúng rồi. Bây giờ cái tiền máy tôn với máy bờ lô nó chênh nhau cũng gần gấp đôi. Thì bây giờ mọi người biết là ai ai cũng sợ mà ai cũng khó. Nhà Phú bây giờ mọi người thấy đấy cũng làm rất là tuyệt vời, những cái cửa sắt, cửa tôn, cửa kính rất là đẹp rồi. Về Phú thì cũng không còn đủ điều kiện để mua nữa. Nên là nhà Phú hiện tại cũng chỉ lợp bằng mái bờ lô tôn xanh và kèm theo những cái tấm tôn nhựa trắng để cho nó sáng. Đúng. Đấy, vì là cũng đợt trước là không để những ô thoáng. Thì bây giờ thì cũng chỉ có điều kiện làm như vậy thôi. Nên là đây các chú xem này, nói chung là đang đợi, chờ đợi để cho trời một ngày nào đó nó nắng nắng. Là nắng lên nó bắt đầu vận chuyển được mái tôn bờ lô vào thì sẽ bắt đầu mới làm. Và cây que là Phú sẽ lặt theo một ngày luôn. Đấy. Và bây giờ thì thế em ở đây có thể cầm cho anh đây để anh thông báo cho Phú nhá. Hôm trước thì cũng đi qua nhưng nhà Phú là đi trồng poker với nhà bố mẹ vợ ấy. Đúng rồi. Thì đây nhá Phú nhá, thì đây có các cô chú thấy gia đình em thì cũng đang cố gắng hoàn thiện cái ngôi nhà này, thì các cô chú có là tặng cho em là 3 triệu đồng. Thế đây là gồm có cô chú Phương Thuận, cô chú Tuấn Xuân, cô Bình, cô Tình ở bên Vancouver, Canada tặng cho gia đình Phú là 3 triệu đồng để làm giúp thêm những bao xi măng, giúp thêm những cái phần kinh phí để Phú có thể hoàn thiện cái ngôi nhà của mình nhá. Đấy thì em Tuyên sẽ cập nhật những cái danh sách này ở đầu video để cho mọi người thấy được nhà Phú đã được hỗ trợ được bao nhiêu và tổng được bao nhiêu. Và em Tuyên thấy tính ra thì bây giờ nhà Phú là cũng nói chung là cũng đã dần dần đã có được những ngôi nhà đẹp rồi cô chú ạ. Thấy nói chung là cũng rất là vui. Mấy tháng trước thôi bằng những ngôi nhà gỗ như này thôi, bây giờ thì có những ngôi nhà bê tông sạch sẽ rồi. Còn chắc là lợp mái xong thì bắt đầu mới vào nhà mới chứ, hay là hôm đấy lợp mái rồi vào nhà mới luôn? Có vào nhà mới không? Nhà tôi ốp bây giờ, ốp ở đó chơi tao ốp bây giờ thì nó mở cho chuyện. Nó mà, ốp ở do tao thế, ốp ở tao tao thế nào? Có vào nhà mới không? Có. Vẫn phải vào đúng không? Có mới phải vào. Nhà thì nhà xây một lần nên các cô chú bảo là không. Không. Có mới phải vào, các bảo thì người ta... có là nhà mới thì nhà ta mời mình rồi, mình cứ vào thì mình cứ là đường cái nhà mới, mình cứ vào nhà ta vào nói chuyện một tí thì các bảo thì là chắc là không có tiền, mình thử vay rồi là mày chìa hơn mày chìa vào ăn vào nhà mới xong thì mình bắt đầu đi làm thuê kiếm tiền vào bù cho người ta. Vì thưa cô chú này này, mọi người có thể bảo là xây cái nhà xong rồi thôi không có tiền thì không làm nhà mới, nhưng mà nó cũng khó lắm. Vì cái ngôi nhà của mình thì nó xây chỉ có một lần. Đúng rồi. Và như bà con quan niệm là nhà thề đã xây nhà, nhà thề xong rồi thì nhà thề cũng mời phú. Bây giờ hoặc là những hàng xóm anh em họ hàng ở bên kia, người ta bảo là nhà phú xây xong nhà rồi mà không thèm làm cơm, mời người ta chửi cho. Đúng rồi. Như thề hôm trước là bị dục đúng không? Đúng rồi, bị dục là làm nhà vào nhà mới, bây giờ người ta đến người ta cũng ăn cơm nhưng người ta cũng có phong bì đến cho mình. Có chứ. Nhưng mà có nghĩa là mình không làm thì sẽ bị người ta nói. Đúng không? Đúng rồi. Vì bọn em là phải mời người ta để trả công, ở trên này người ta quan niệm như vậy. Đúng rồi. Nên là thôi thì nghèo thì nghèo rồi, giàu giàu rồi. Bây giờ thì bà con có thể vay mượn về làm bữa cỗ. Sau này sau đó thì cái phong bì kia thì cũng chắc là cũng bóc ra đi cần tiền rồi đi trả nợ thôi. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Đấy cũng như thế thôi, được trước bảo đấy cũng mua bò hay là mua thịt mua gà về thì sau này người ta đến chơi thì người ta cũng tặng tiền. Đúng rồi. Nó thật là thế. Đúng rồi. Tặng tiền thì cũng có người 50, 100, 200.
anh em nào đi như nào, ví dụ ngày xưa Nam Trang cũng được, có những ngày xưa mình đi họ như nào thì họ đi trả như vậy đúng không? Thế thì bây giờ mình có tiền thì mình lại bù lại thôi. Đấy, còn nói chung là đấy là cái cách của bà con ở trên vùng cao này, người ta đang làm là như vậy, nên là cũng xây mọi người, và cả cái đời nhà người xây được mỗi cái nhà này mà không vào nhà mới thì cũng khó. Đấy. Thì đây là hai vợ chồng tối qua ngủ đây hả? Hai vợ chồng cũng ngủ đây thôi. Đây mọi người xem này. Nhưng mà có bị ướt không? Còn nắng này. Mà không quân cả mà hai vợ chồng cả con ngủ đây mà. Nói chung là mưa to thì không sợ, thì không có chỗ ngủ sau đấy đâu. Thôi cố gắng thôi. Cái cây que này từ từ hẵng rỡ. Hôm nay Phú định rỡ hết á? Mà nó nhớ ở trên hay là họ đợi bác thợ? Bên này thì phải cắt. Cái trứng ở trên này thì để bác thợ vào bác thợ miếng mít tháo ra thì mà Phú tháo mà hai cái nó đây dùng ấy. Đợt này xong rồi mấy nữa vợ đi po chồng po cừ xong thì bắt đầu vét thôi. Vét hết vữa này thôi. Đấy. Đấy. Cũng thừa nhiều vữa nhỉ, nhà Phú đóng vậy, thừa nhiều vữa đấy, toàn xi măng đấy. Thợ đây thì đường mạch thì nói chung là đội thợ này biết xây, biết mà, nhưng mà có nghĩa là cái đường mạch thì đôi khi nó không được kỹ cho lắm. Đúng rồi. Xây cực nhanh, xây cực tốt đội thợ này. Đội thợ này họ phải cho chát cơ thì đẹp luôn. Đúng rồi. Nhà nếu mà nhà này mà chát nó đẹp. Mày này mày nhà chát không? Ok rồi, nói chung là cố gắng thôi. Hy vọng là qua những cái thước phim thì qua những cái sự đang cố gắng nỗ lực của gia đình nhà Phú thì cũng hy vọng là nhận được thêm những cái tin vui. À, đang ngồi cắt cây để làm ấy à? Đúng rồi, làm cắt cây à, cây trứng này mấy nữa làm các xếp. Xếp xế mà bà lo ở trên này ấy. Bà lo á? Ờ, xế bà lo trên mà mí mà để làm máy á? Từ làm máy ấy. Đâu cái này xếp ván xếp Phú cắt này để xếp ván sau này làm các xếp chứ. Đúng không? Đúng rồi. Đây này anh đang ngồi đây này, cô chú này, đây này. Cây que đang cưa bằng thủ công nhá. Đây này. Cưa bằng thủ công này. Sao chắc không, cái này chắc không? Nó chắc luôn. Tôi làm tốt gì? Hả? Tôi làm tốt gì? Động đó thì mới cho tôi già rồi nè, cho nên động đó. Cái này thì cứng này. Như cái này này, cái này mềm này. Ồ, cái này mà rong hả? Nghiến á? Không phải. Đây không phải nghiến đâu. Nhưng cái này gỗ là gỗ tốt này. Vâng. Cái này tốt mà loại này tốt luôn. Nhưng còn loại này thì không được này. Loại này không được. Không, loại này không thua. Mình gỗ thì mình không biết. Nhưng mình chỉ biết là cái nào nhìn chắc là mình biết thôi. Thôi tận dụng mà làm các xếp thôi. Thôi. Đấy thì em Tuyên vào chia sẻ cho cô chú thấy là nhà Phú đội thợ làm quá nhanh luôn, quá tốc độ. Bây giờ thì chỗ này cái nền sau này hơi xấu này, nền nhà Phú sau này xấu. Mấy nước là thì mới cỏ cạo đi không sạch được, cho nó sình luôn. Cạo này không thể sạch được. Đúng rồi, không thể như lúc đầu mình láng được. Sau này nhà Phú rất là rộng đấy cô chú ạ. Này ra đây ngồi ăn cơm này, nấu cơm nấu nước, kể cả ngồi chỗ này ăn cơm thì không ngồi rồi. Bếp vệ sinh đây. Đấy. Chuồng trại bên này, chuồng trại vẫn để nguyên như này chứ đúng không? Đúng rồi, phải trẻ nhỉ. Cái chuồng trại mà không có chó thì cắt để đây. Để thế. Thế sau này có thích nuôi dê không? Có, bỏ giúp chí nè. Có thí mà thì không có tiền mua. Thế anh mua dê về cho hai vợ chồng nuôi nhá. Đưa đó. À, em Tuyên nói thật với cô chú là trong này bà con đợt trước bà con cũng bảo em Tuyên là mua dê về cho bà con nuôi cho. Có những hộ gia đình bảo đợt trước bảo em Tuyên đúng không? Đúng rồi. Bảo là bà con cũng muốn là nhờ Tuyên mua con dê giống về để cho bà con nuôi sau này chia nhau. Đúng rồi. Thì thế đó. Có nhiều nhà như bản thân thề bây giờ thế thôi. Hiện tại dê của thề đang nuôi là dê của em Tuyên. Đúng rồi. Mua lại của thề thôi. Nhưng mà bây giờ cũng hai con dê nó đẻ ra thì sau này anh em có tiền thôi. Chứ không phải là ai cả. Bà con là muốn là đấy, như kiểu những trường hợp như nhà Phú, nhà anh Sì này. Bây giờ rất thích, em Tuyên nói thật với cô chú là này. Bà con xây nhà xong rồi bà con rất thích là mình mua dê cho bà con để bà con nuôi.
Bây giờ cứ một năm như con dê là cứ đẻ được hai lứa bà con thích chứ. Đúng sau rồi. Này có dê giống, nó thật là con chú dạy chứ không phải là lợi dụng bà con, nhưng mà bà con cũng muốn đi làm để có cái con dê giống. Vì vợ thì chắc chắn là không đi làm được rồi, chồng đi làm thuê thôi. Đúng không? Vợ ở nhà chăm con. Nhưng mà mấy nữa em Tuyên sẽ có một cái thước phim chia sẻ với con chú đấy. Cái sự hiểu biết của bà con đi làm thuê ở đây cũng khó. Như kiểu nhiều người nó nhanh nhẹn đi làm được, còn nhiều người không đi làm được đâu. Đấy nên là như vừa rồi thì mọi người thấy là gia đình mua, đúng không? Đúng rồi. Thề có nói câu chuyện là đi 4 công ty thì đúng không rồi. Công ty nào nhận cả. Đúng rồi. Ly thì biết tiếng phổ thông. Biết chữ. Biết tiếng phổ thông mới đi đường nhá. Ừ, thì công ty người kia nhận. Đúng. Nhưng mà vào cái ông mua này thì 4 công ty người ta đuổi rồi. Chả công ty nào nhận cả. Thề nói chuyện với em Tuyên. Đấy, bây giờ khổ chưa? Không biết tiếng phổ thông đi làm có phải đơn giản đâu. Thôi cô chúc cố gắng nhá. Còn bao giờ nắng nắng thì anh mới gọi được Blo nhá. Tại từ chắc chắn đâu mà thế thì trời mưa này họ không dám đi đâu. Khu tàu à mùa nhá. Có bảo may mà na mà may gọi. Ờ anh phải ông Thắng bảo là bây giờ mưa mấy ngày to này đường trơn không dám đi được, phải mưa to nắng to thì họ mới vào được. Ở ngoài cán mù mà. Ở đây thì không mưa. Ở ngoài cán thì lại sương mù. Đúng rồi. Nên là thôi thì để hôm nào nắng đi. Nhà này bây giờ chỉ đợi mỗi lợp mái là xong rồi đúng không? Đúng rồi. Ok. Thôi cứ biết thế nhá. Để hôm nào anh nắng to thì anh gọi cho Phú trước. Cả trà chân tu mà lô mà thì chuẩn bị chuyển bờ lô vào xong rồi hoàn thành nốt cái nhà vệ sinh mới là xong chứ. Rồi, để phốt nữa. Đúng rồi. Thôi cô chú ạ, thì nói chung là tiếp tục là có một ngôi nhà nữa mọc lên rồi. Này. Nhà Phú thì chỗ này gỗ ghiếc nhiều lắm. Sau này dựng thêm một hai cái chuồng nữa. Nuôi dê nuôi bò cho nó tốt. Đấy. Thì gà thì được nó. Con này con của nhà ai đây? Con là nhà Phú. Đó. Còn một con này thôi. Cả một con này thôi. Cả một con. Cả nhà mới còn một con gà mái và 4 con gà con cô chú ạ. Thôi cố gắng làm giống vậy. Con là làm giống thôi. Thôi sao giờ. Đấy. Bên kia mọi người xem kìa. Kia là nhà anh Vừ. Anh Vừ kia mọi người đi là Ngan này. Ngan bà con đây không dám ăn. Không dám ăn nên là bây giờ thì bà con là cứ nuôi để có con này thôi. Sau này nuôi to to để đi bán lấy làm giống đúng không? Đúng rồi. Đấy. Chứ bà con có gian đâu. Phú đang ra nhìn cái bậc thang của chú ạ. Bậc thang này dốc quá nên làm bược bé bé này thôi nhưng mà làm được trơn đó. Em Tuyên không dám đi không? Chỗ này mà uống rượu hầu chơi thì em Tuyên chịu rồi. Đấy thì hôm nay là được các cô chú ở bên Canada tặng cho thêm 3 triệu nữa nhá Phú nhá. Đấy thì cái danh sách của nhà em thì anh nhớ nhớ sơ sơ như là được gần là được trước 36 triệu, bên này là 3 triệu nữa gần 39 triệu rồi. Anh sẽ về lập cái danh sách lại xong rồi anh sẽ thông báo cho em ở tập sau nhá. Cụ thể được bao nhiêu tiền và chắc là cũng phải mua những cái gì anh phải ghi thu chi vào đấy biết và xem thế nào nữa. Đúng rồi. Đấy. Vợ làm bên kia. Làm trên này. Cô chú kìa. Đấy bà con trời mưa bên nữa ở trên. Bà con đang đi làm nương đấy. Đấy. Trồng ngô trên đá đấy. Toàn đá là đá thôi nhưng mà bà con đang phải cố gắng đấy. Đấy. Thôi có lẽ là em Tuyên cũng xin phép thôi, thông báo cho Phú những cái tin vui. Phú thì đang ở nhà cũng lọ mọ một mình để tháo giàn giáo, làm cây, làm cốt pha các thứ thôi. À, mai ở kia đội thợ người ta đi trồng ngô về thì bắt đầu người ta mới xuống hoàn thành nốt cho nhà mình. Và em Tuyên cũng đang đợi ở trời nắng để lấy hộ nhà Phú tấm bờ lô. Hy vọng cái thước phim này khi chiếu lên mà các cô chú vào mà có nhân duyên mà ủng hộ cho Phú được cái tấm tôn thì lúc đấy còn kịp. Lúc đấy lại sợ không kịp nữa. Đúng. May cũng như cô Đinh Hương cô tặng cho được 12 triệu để xây cái bếp đấy. Đấy, thế là quá tuyệt vời nhá. Nói chung là không phải là xây nguyên cái bếp. Bếp đấy chắc chắn là không đủ 12 triệu đúng không? Đúng rồi. Cô cũng bảo thôi, xây nhà đang cố gắng là cũng thấy là vất vả thì cô tặng cho 12 triệu này thì cũng là vừa xây cái bếp để cho nó sạch đẹp và cũng đỡ được phần kinh phí nào đó đấy, chứ không phải nguyên cái bếp mà hết 12 triệu đâu đúng không? Đúng rồi. Đấy, thôi chúc mừng nhá. Vâng, cô chú này đây, bên này là chú Sử đây. Chú Sử cũng đang đi cày nương này, hai vợ chồng đi cày nương này. Vợ chồng mua ly đâu rồi thế? Đi trồng ngon bù công cho của vợ xí chưa biết được. Cũng đi bù công cho người ta rồi. Ờ. Hầu như là trời mưa này là ai ai cũng đi bù công đúng không? Đúng rồi. Đó các chú bạn này.
Mọi người thấy đấy, để trời mưa thì bà con đi làm nương luôn. Và bên này thì em Tuyện vừa vào với nhà em Phú. Phú kia thì hiện tại là cũng đã xong hết rồi. Nhà Phú xây nhanh thật. Cao giáo thoáng mát, bếp bùng. Đấy, bây giờ bà con xây nhà, bà con biết hết rồi đúng không thầy? Đúng rồi, biết hết mà. Đều có là bếp này, bếp riêng rồi này. Hoặc là được cái ống khói như nhà em. Vâng. Đấy. Nhà Phú thì có cái cách xây khác. Vâng. Bếp để riêng ra, không có trong nhà. Vâng. Đấy, nhưng nhà anh Xì thì đất chỉ nó hạn hẹp như kia thì lại xây ống khói giống như nhà em. Đúng. Đấy. Và cũng bà con biết bàn thái thịt, chậu rửa bát. Vâng. Xong rồi nhà vệ sinh. Đúng rồi. Sạch sẽ không? Đúng rồi. Sạch quá nhiều không? Đúng rồi. Đấy, bây giờ như nhà Phú đây cũng có ít nhất là có vệ sinh. Đợt vâng. trước thì anh không biết bà con đi vệ sinh ở đâu nữa. Đúng rồi. Đợt trước anh hỏi thật, đợt trước bà con đi vệ sinh đi đâu? Đi ngày trước thì phải đi vệ sinh đi lên tính chỗ này chỗ kia thôi. Chứ không sợ nhẫm vào à? Không sợ mà, thì nó không có chó đó, mình thì đi thôi. Không, nhưng mà ví dụ hôm nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia, mai lại nhẫm vào chỗ hôm trước đi thì sao? À, có bị bao giờ chưa? Có bị nhiều á, bị nhiều mà không nói được hết. Kiểu hôm nay đi rồi, hôm nay đi bên này, mai đi bên kia, xong rồi mai đi qua đi nhẫm một cỏ, nhẫm vào ngay cái mìn hôm trước vừa ấy. Đúng rồi. Đấy, ít nhất bây giờ được bà con được cái sự thay đổi đấy mọi người đấy. Từ một gia đình làm xong thì bà con thay đổi rồi. Chứ em Tuyên đấy đấy, đây là một cái sự phát triển thay đổi của thôn bản Đề Chia. Chứ có rất nhiều khán giả bảo tại sao bây giờ Tuyên cứ tư vấn cho bà con làm bể phốt hoặc là hồ xí tự hoại. Nói chung là chúng ta phải cho bà con cái cuộc sống một ngày một phát triển đi lên chứ. Suốt ngày cứ cho bà con đi vệ sinh ở ngoài nương ngô sao như thế nói đấy. Chạy nhẫm vết vào mìn à. Đấy, bà con đây hiện tại cũng đang có hệ thống nước này này. Bà con cũng đang cố gắng để làm thôi. Đấy, hy vọng là qua những cái sự phát triển như thế thì bà con sẽ có được sự vươn lên. Bình thường có nước thì chúng ta dùng, còn không có nước thì chúng ta lại không dùng. Có gì đâu, bà con vẫn có một cái mỏ nước bà con đi vác về mà. Đấy, nên là mong mọi người hiểu cho. Chúng ta hãy mong rằng bà con thời chia một ngày một phát triển đi lên chứ. Không phải là suốt ngày ở ngày một tù đùn. Nhá cô chú nhá. Còn bây giờ thì tôi có lẽ là em Tuyên xin phép được tạm dừng ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn tất cả cô chú anh chị ở cũng theo. Và một lần nữa thì cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị đã có những cái sự động viên, món quà tinh thần cho những hộ gia đình đang xây nhà để tiếp thêm những động lực cho gia đình để có một ngôi nhà mới thật là khang trang. Và mong rằng các bà con một ngày phát triển hơn nữa nhé. Tuyên xin cảm ơn ạ.